Hello, xin chào em nha. Này thì cùng nhau để đi tìm đồ chơi nha. Thì giờ này xem có hộp đồ chơi gì không nha. Ê, ở đây có rất là nhiều đồ chơi luôn này các em này. Wow, rất là nhiều các cái món đồ chơi ô tô đang bị dính bùn này. Đấy, em cùng xem nha. Wow, cùng nhau để nhặt các cái món đồ chơi này vào nhé. Rất là nhiều xe đồ chơi luôn. Xe cần cẩu này. Đây là một chiếc xe nâng nha. Đây, xe ô tô. Ta sẽ nhặt thêm các món đồ chơi này vào nhé. Một chiếc xe mô tô này. Xe cần cẩu nha. Đây, rất là nhiều luôn. Đây là một chiếc xe chở động vật. Ok. Hình xe gì đây? Một chiếc xe trộn bê tông này. Rất là to luôn. Tiếp tục cái hàng này xem có đồ chơi gì không nhé. Đây rồi. Một chiếc xe đầu kéo này. Xe khủng long này. Tàu hỏa này. Rất là nhiều luôn. Wow, đây cũng có rất là nhiều luôn này các em này. Rất là nhiều đồ chơi nha. Nhặt thêm các cái món đồ chơi này vào nhé. Xe xúc khủng long này. Đây đây này. Một chiếc xe bồn. Đây rồi. Một chiếc xe xúc lật này. Ok. Ê, rất nhiều đồ chơi rồi. Cùng mang cái món đồ chơi đi để làm sạch nhé. Rồi bây giờ cùng nhau để làm sạch các cái món đồ chơi này các em nhé. Thì một rổ đồ chơi rất là nhiều. Đầu tiên đi xem nào. Đây là một chiếc xe bồn này. Đấy, một chiếc xe bồn màu trắng nhá. Rất là đẹp luôn. Cho xuống đây này. Đi, một chiếc xe rất là to luôn. Xe trộn bê tông. Đấy, xe rất là mới nha. Tiếp tục này. Một chiếc xe khủng long này. Khủng long ba sừng nha. Đấy. Tiếp tục xem xe gì đây. Xe cứu hỏa này. Chính là một chiếc xe chở động vật này. Xe tải chở động vật nha. Tiếp tục này. Xe cần cẩu này các em nhé. Đấy. Một chiếc xe cần cẩu màu vàng. Còn rất là mới và đẹp luôn này. Cho ra đây nha. Tiếp theo. Xe xúc khủng long. Ok. Đây lại là một chiếc xe cần cẩu nữa này. Đã sạch rồi nha. Em xem này. Một chiếc xe cần cẩu rất là mới. Cho ra đây.
Wow, thơm mát này. Đây cũng là một chiếc xe khủng long nhé, xe tải khủng long. Tiếp theo, xe xúc lạc này. Xe nâng nha, một chiếc xe nâng màu đỏ. Ok. Xe gì đây? Đây chính là một chiếc xe cần cầu em nhé. Xe cần cầu một vàng. Xe mô tô này. Đây, còn rất là mới nha. Một chiếc xe mô tô. Xe tải này. Đây hình như là một chiếc xe quân sự em nhé. Đó, xe quân sự. Rất là nhiều loại xe luôn. Thì đây cũng là một mẫu xe quân sự này. Xe quân sự màu xanh nhé. Và đầu tên lửa bên trên này. Đâu. Tiếp tục này. Xe này dính rất là nhiều bùn đất luôn. Đây, đẹp chưa? Xe này có cái cần rất là dài luôn đấy. Đấy. Đây là một mẫu xe cứu hộ. Xe cứu hộ cảnh sát em nhé. Đấy, có đèn bên trên này. Tiếp theo, xe cần cầu này. Xe cần cầu màu vàng. Xe tải là đây là một mẫu xe tải đầu kéo nhé. Chiếc xe màu đỏ. Cuối cùng là xe gì đây? Xe san ủi này. Rất là nhiều loại xe luôn. Đấy, đủ các cái mẫu xe luôn nha. Xe mô tô. Xe quân sự này. Đấy, một chiếc xe bồn. Chiếc xe trộn bê tông rất là to. Xe cần cầu này. Xe bồn này. Hai chiếc xe cần cầu luôn. Đó, vào đây. Xe chở động vật này. Rồi. Đây các em cùng xem này. Này ta đã tìm kiếm và lọc sạch được rất là nhiều các cái món đồ chơi luôn nhé. Đồ chơi ô tô. Rồi bây giờ cùng mang các món đồ chơi này về nha. Xin chào các em.